đi. Quạt này là nó thay thế về bên bên máy móc, khỏi cần mua xăng để mà bơm nước. Cái quạt này là quạt gió của sinh viên. Xưa còn đầu pháp rồi á là đạp chân không à, kêu bằng xa chân hay là xa đạp hay là kêu bằng gầu sồng gầu dai đó. Đó là đạp nước hay là tát, thì chúng ta gắn ba trụ đó. Dù sau này thay thế là máy rồi á, sau này người ta càng ngày càng tân tiến đó, thì người ta chế với cái xa này cho nó đỡ tốn xăng tốn cộ đồ mà tốn sức nữa. Đầu coi như là cũng có là một hai diêm dân để làm ra người ta xài, nhưng mà nó không có hiệu quả, nó cũng ít thôi. Rồi đem đâu thợ tiện nó làm thì coi như là mới là quạt lên nước rồi ngon lành. Bây giờ chỉ là có gió người ta ra là mở xong cái chiều là người ta ra là đầy, người ta đóng lại người ta đi về. Như bữa nào mà không có gió thì nó không có lên, có gió mạnh hay là gió từ từ đó, khi thí dụ người ta gắn kéo cánh thì nó lên dữ, còn mình gắn qua cánh gió mạnh rồi mình cũng lên, sáu cánh thì nó lên, gió nhiều nó cũng lên. Cái này là hoạt động lâu lắm chứ không có làm mấy, nếu mà mình xài là cũng khoảng 9-10 năm hay là mười mấy năm. Thí dụ nó có hư trục trặc thì mình chữa thôi, chút đỉnh. Nếu mà đầu tiên hầu đó là có 1-2 triệu, bây giờ khoảng 8-9 triệu cũng cả. Như đầu mùa đem ra mình gắn, rồi cuối mùa xong là hết thời vụ làm ruộng rồi đó, mình gỡ ra mình đem về.